Này xá lợi tử, bố thí ba la mật đa, tánh của bố thí ba la mật đa là không. Bố thí ba la mật đa, đối với bố thí ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc. Bố thí ba la mật đa, đối với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, trong bố thí ba la mật đa cũng vô sở hữu bất khả đắc cho đến bát nhã ba la mật đa tánh của bát nhã ba la mật đa là không bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc bát nhã ba la mật đa đối với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa trong bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử pháp không nội tánh của pháp không nội là không pháp không nội đối với pháp không nội vô sở hữu bất khả đắc pháp không nội đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, vô sở hữu bất khả đắc, pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh, trong pháp không nội cũng vô sở hữu bất khả đắc như vậy cho đến pháp không vô tánh tự tánh tánh của pháp không vô tánh tự tánh là không pháp không vô tánh tự tánh đối với pháp không vô tánh tự tánh vô sở hữu bất khả đắc pháp không vô tánh tự tánh đối với pháp không nội cho đến pháp không tự tánh vô sở hữu bất khả đắc pháp không nội cho đến pháp không tự tánh trong pháp không vô tánh tự tánh cũng vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử bốn niệm trụ tánh của bốn niệm trụ là không bốn niệm trụ đối với bốn niệm trụ vô sở hữu bất khả đắc bốn niệm trụ đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vô sở hữu bất khả đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo trong bốn niệm trụ cũng vô sở hữu bất khả đắc cho đến tám chi thánh đạo, tánh của tám chi thánh đạo là không. Tám chi thánh đạo đối với tám chi thánh đạo vô sở hữu bất khả đắc. Tám chi thánh đạo đối với bốn niệm trụ cho đến bảy chi đẳng giác, vô sở hữu bất khả đắc. Bốn niệm trụ cho đến bảy chi đẳng giác trong tám chi thánh đạo cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này xá lợi tử như vậy cho đến mười lực của Phật, tánh mười lực của Phật là không. Mười lực của Phật đối với mười lực của Phật vô sở hữu bất khả đắc, mười lực của Phật đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, vô sở hữu bất khả đắc, bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, trong mười lực của Phật cũng vô sở hữu bất khả đắc, như vậy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Tánh của 18 Pháp Phật bất cộng là không, 18 Pháp Phật bất cộng đối với 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu bất khả đắc, 18 pháp Phật bất cộng đối với 10 lực của Phật cho đến đại xả vô sở hữu bất khả đắc. Mười lực của Phật cho đến đại xả trong 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này xá lợi tử, tất cả muôn ma địa, tánh của tất cả môn Tam ma địa là không, tất cả môn Tam ma địa đối với tất cả môn Tam ma địa vô sở hữu bất khả đắc, tất cả môn Tam ma địa đối với tất cả môn Đà La ni vô sở hữu bất khả đắc, tất cả môn Đà La ni trong tất cả môn Tam ma địa cũng vô sở hữu bất khả đắc, tất cả môn Đà La ni, tánh của tất cả môn Đà La ni là không, tất cả môn Đà La ni Đối với tất cả môn đà la ni vô sở hữu bất khả đắc, tất cả môn đà la ni đối với tất cả môn tam ma địa vô sở hữu bất khả đắc, tất cả môn tam ma địa trong tất cả môn đà la ni cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này xá lợi tử, pháp trùng tánh, tánh của pháp trùng tánh là không, pháp trùng tánh đối với pháp trùng tánh vô sở hữu bất khả đắc pháp chủng tánh đối với pháp thứ tám dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát như lai vô sở hữu bất khả đắc pháp thứ tám cho đến như lai trong pháp chủng tánh cũng vô sở hữu bất khả đắc như vậy cho đến pháp như lai tánh của pháp như lai là không pháp như lai đối với pháp như lai vô sở hữu bất khả đắc pháp như lai đối với pháp trùng tánh cho đến bồ tát vô sở hữu bất khả đắc pháp trùng tánh cho đến bồ tát trong pháp như lai cũng vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử tịnh quán địa tánh của tịnh quán địa là không tịnh quán địa đối với tịnh quán địa vô sở hữu bất khả đắc tịnh quán địa đối với chủng tánh địa đệ bát địa cụ kiến địa bạc địa đi dục địa dĩ biện địa độc giác địa bồ tát địa như lai địa vô sở hữu bất khả đắc chủng tánh địa cho đến như lai địa trong tịnh quán địa cũng vô sở hữu bất khả đắc như vậy cho đến như lai địa tánh của như lai địa là không như lai địa đối với như lai địa vô sở hữu bất khả đắc như lai địa Đối với Tịnh Quán Địa cho đến Bồ Tát Địa trong Như Lai Địa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Tịnh Quán Địa cho đến Bồ Tát Địa trong Như Lai Địa cũng vô sở hữu bất khả đắc. Này xá lợi tử, Cực Hỉ Địa, tánh của Cực Hỉ Địa là không cực hỷ địa đối với cực hỷ địa vô sở hữu bất khả đắc cực hỷ địa đối với ly cấu địa phát quang địa diệm tọa địa cực nan thắng địa hiện tiền địa viễn hành địa bất động địa thiện tọa địa pháp vân địa vô sở hữu bất khả đắc ly cấu địa cho đến pháp vân địa trong cực hỷ địa cũng vô sở hữu bất khả đắc như vậy cho đến pháp vân địa tánh của pháp vân địa là không pháp vân địa đối với pháp vân địa vô sở hữu bất khả đắc pháp vân địa đối với cực hỷ địa cho đến thiện tọa địa vô sở hữu bất khả đắc cực hỷ địa cho đến thiện tọa địa trong pháp vân địa cũng vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử trí nhất thiết tánh của trí nhất thiết là không trí nhất thiết đối với trí nhất thiết vô sở hữu bất khả đắc trí nhất thiết đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vô sở hữu bất khả đắc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng trong trí nhất thiết cũng vô sở hữu bất khả đắc trí đạo tướng tánh của trí đạo tướng là không trí đạo tướng đối với trí đạo tướng vô sở hữu bất khả đắc Chí đạo tướng đối với trí nhất thiết, trí nhất thiết tướng vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết, trí nhất thiết tướng trong trí đạo tướng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết tướng, tánh của trí nhất thiết tướng là không, trí nhất thiết tướng đối với trí nhất thiết tướng vô sở hữu bất khả đắc. Trí nhất thiết tướng đối với trí nhất thiết trí đạo tướng vô sở hữu bất khả đắc chí nhất thiết trí đạo tướng trong trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử dự lưu tánh của dự lưu là không dự lưu đối với dự lưu vô sở hữu bất khả đắc dự lưu đối với nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát như lai vô sở hữu bất khả đắc nhất lai cho đến như lai trong dự lưu cũng vô sở hữu bất khả đắc như vậy cho đến như lai tánh của như lai là không như lai đối với như lai vô sở hữu bất khả đắc như lai đối với dự lưu cho đến bồ tát vô sở hữu bất khả đắc dự lưu cho đến bồ tát trong như lai cũng vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử, đại bồ tát tánh của đại bồ tát là không, đại bồ tát đối với đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc, đại bồ tát đối với việc dạy bảo truyền trao Bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc, việc dạy bảo truyền trao Bát nhã Ba la mật đa trong đại bồ tát cũng vô sở hữu bất khả đắc bát nhã ba la mật đa tánh của bát nhã ba la mật đa là không bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa vô sở hữu bất khả đắc bát nhã ba la mật đa đối với việc dạy bảo truyền trao của đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc việc dạy bảo truyền trao của đại bồ tát trong bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu bất khả đắc dạy bảo truyền trao tánh của dạy bảo truyền trao là không dạy bảo truyền trao đối với dạy bảo truyền trao vô sở hữu bất khả đắc dạy bảo truyền trao đối với bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát vô sở hữu bất khả đắc bát nhã ba la mật đa của đại bồ tát trong dạy bảo truyền trao cũng vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử đối với tất cả pháp này tôi đem tất cả loại ở mọi nơi mọi lúc mong cầu đại bồ tát đều vô sở hữu cũng bất khả đắc vì sao vì tự tánh là không này xá lợi tử do nhân duyên này tôi nói đối với tất cả pháp này tôi đem tất cả loại ở mọi nơi mọi lúc mong cầu các đại bồ tát hoàn toàn bất khả đắc làm thế nào bảo tôi đem bát nhã ba la mật đa dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát được lại nữa này xá lợi tử tôn giả đã hỏi do duyên nào nên nói các đại bồ tát các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử vì tên các đại bồ tát chỉ là tạm mượn mà có khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện Do duyên nào nên nói tên các đại Bồ Tát chỉ là tạm mượn mà có, thiện hiện đáp xá lợi tử. Như tên sắc chỉ là tạm mượn mà có, tên thọ tưởng hành thức cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì sắc chẳng phải là tên, tên chẳng phải là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng phải là tên, tên chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Trong sắc vân vân không có tên, trong tên không có sắc vân vân, chẳng hợp chẳng tan, chỉ là giả lập vì sao vì tự tánh của sắc vân vân và tên đều là không trong tự tánh không hoặc sắc vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử tên các đại bồ tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có do đây nên nói các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử như tên của nhãn sứ chỉ là tạm mượn mà có tên nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ cũng chỉ là tạm mượn mà có vì sao vì nhãn sứ chẳng phải là tên tên chẳng phải là nhãn sứ nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ chẳng phải là tên tên chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ trong nhãn sứ vân vân không có tên trong tên không có nhãn sứ vân vân chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập vì sao? Vì tự tánh nhãn xứ vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không hoặc nhãn xứ vân vân hoặc tên đều vô sở hữu, bất khả đắc. Này xá lợi tử tên đại bồ tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các đại bồ tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này xá lợi tử, như tên của sắc xứ chỉ là tạm mượn mà có, tên thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì sắc xứ chẳng phải là tên Tên chẳng phải là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là tên, tên chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ, trong sắc xứ vân vân không có tên, trong tên không có sắc xứ vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh sắc xứ vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không hoặc sắc xứ vân vân hoặc tên đều vô sở hữu, bất khả đắc. Này xá lợi tử, Tên Đại Bồ Tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các Đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này xá lợi tử như tên của nhãn giới chỉ là tạm mượn mà có. Tên nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì nhãn giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhãn giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới trong nhãn giới vân vân không có tên, trong tên không có nhãn giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh nhãn giới vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không hoặc nhãn giới vân vân hoặc tên đều vô sở hữu, bất khả đắc. Này xá lợi tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này xá lợi tử. Như tên của sắc giới chỉ là tạm mượn mà có, tên Thanh Hương vị xúc pháp giới cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì sắc giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là sắc giới, Thanh Hương vị xúc pháp giới chẳng phải là tên, tên chẳng phải là Thanh Hương vị xúc pháp giới, trong sắc giới vân vân không có tên, trong tên không có sắc giới vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh sắc giới vân vân và tên đều là không trong tự tánh không hoặc sắc giới vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử tên đại bồ tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có do đây nên nói các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử như tên của nhãn thức giới chỉ là tạm mượn mà có tên nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng chỉ là tạm mượn mà có vì sao vì nhãn thức giới chẳng phải là tên tên chẳng phải là nhãn thức giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải là tên tên chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới trong nhãn thức giới vân vân không có tên trong tên không có nhãn thức giới vân vân chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập vì sao vì tự tánh nhãn thức giới vân vân và tên đều là không trong tự tánh không hoặc nhãn thức giới vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử tên đại bồ tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có do đây nên nói các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử như tên của nhãn xúc chỉ là tạm mượn mà có tên nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chỉ là tạm mượn mà có vì sao vì nhãn xúc chẳng phải là tên tên chẳng phải là nhãn xúc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải là tên tên chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc trong nhãn xúc vân vân không có tên, trong tên không có nhãn xúc vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xúc vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không hoặc nhãn xúc vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này xá lợi tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử như tên của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ là tạm mượn mà có tên các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là tên, tên chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là tên, tên chẳng phải là các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Trong các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân không có tên, trong tên không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập vì sao vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vân vân và tên đều là không trong tự tánh không hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử tên đại bồ tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có do đây nên nói các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử như tên của bố thí ba la mật đa chỉ là tạm mượn mà có tên tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chỉ tạm mượn mà có vì sao vì bố thí ba la mật đa chẳng phải tên tên chẳng phải bố thí ba la mật đa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải tên tên chẳng phải tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa trong bố thí ba la mật đa vân vân không có tên trong tên không có bố thí ba la mật đa vân vân chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập vì sao vì bố thí ba la mật đa cùng với tên tự tánh đều là không trong tự tánh không hoặc bố thí ba la mật đa vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử tên đại bồ tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có do đây nên nói các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử, như tên của Pháp không nội, chỉ là tạm mượn mà có. Tên của Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tán vô tán, Pháp không bổn tánh, Pháp không tự cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không vô tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không vô tánh, tự tánh, cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì pháp không nội chẳng phải là tên tên chẳng phải là pháp không nội pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh chẳng phải là tên tên chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh trong pháp không nội vân vân không có tên trong tên không có pháp không nội vân vân chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập vì sao? Vì tự tánh pháp không nội vân vân và tên đều là không. Trong tự tánh không hoặc pháp không nội vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này xá lợi tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có. Do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Này xá lợi tử, như tên của bốn niệm trụ, chỉ là tạm mượn mà có. Tên bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì bốn niệm trụ chẳng phải là tên, tên chẳng phải là bốn niệm trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải là tên, tên chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, trong bốn niệm trụ vân vân không có tên, trong tên không có bốn niệm trụ vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh bốn niệm trụ vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không hoặc bốn niệm trụ vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử tên đại bồ tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có do đây nên nói các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử như vậy cho đến như tên mười lực của phật chỉ là tạm mượn mà có tên bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì 10 lực của Phật chẳng phải là tên, tên chẳng phải là 10 lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là tên, tên chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Trong 10 lực của Phật vân vân không có tên, trong tên không có 10 lực của Phật vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập vì sao vì tự tánh mười lực của phật vân vân và tên đều là không trong tự tánh không hoặc mười lực của phật vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc này xá lợi tử tên đại bồ tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có do đây nên nói các đại bồ tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử như tên của tất cả môn Tam ma địa chỉ là tạm mượn mà có, tên tất cả môn Đà La ni cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì tất cả môn Tam ma địa chẳng phải là tên, tên chẳng phải là tất cả môn Tam ma địa, tất cả môn Đà La ni chẳng phải là tên, tên chẳng phải là tất cả môn Đà La ni. Trong tất cả môn Tam ma địa vân vân không có tên, trong tên không có tất cả môn Tam ma địa vân vân, chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập. Vì sao? Vì tự tánh tất cả môn tam ma địa vân vân và tên đều là không, trong tự tánh không hoặc tất cả môn tam ma địa vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc. Này xá lợi tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh. Này xá lợi tử cho đến như tên trí nhất thiết chỉ là tạm mượn mà có, tên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chỉ là tạm mượn mà có. Vì sao? Vì trí nhất thiết chẳng phải là tên, tên chẳng phải là trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải là tên tên chẳng phải là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng trong trí nhất thiết vân vân không có tên trong tên không có trí nhất thiết vân vân chẳng hợp chẳng tan chỉ là giả lập vì sao vì tự tánh trí nhất thiết vân vân và tên đều là không trong tự tánh không hoặc trí nhất thiết vân vân hoặc tên đều vô sở hữu bất khả đắc này Xá Lợi Tử, tên đại Bồ Tát cũng như vậy, chỉ là tạm mượn mà có, do đây nên nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh lại nữa. Này Xá Lợi Tử, theo lời Tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói như ngã vân vân rốt giáo không sanh, chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh. Này Xá Lợi Tử, ngã rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh, cho đến người thấy cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh. Này xá lợi tử, sắc rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh, thọ tưởng hành thức cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh. Này xá lợi tử, nhãn xứ rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có xanh Này xá lợi tử, sắc xứ rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có xanh? Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có xanh? Này xá lợi tử, nhãn giới rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có xanh? Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có xanh này xá lợi tử sắc giới rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có xanh thanh hương vị xúc pháp giới cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có xanh này xá lợi tử nhãn thức giới rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có xanh nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh này xá lợi tử nhãn xúc rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh này xá lợi tử các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh này xá lợi tử, bố thí ba la mật đa rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh. Này xá lợi tử, pháp không nội rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh, pháp không ngoại, cho đến pháp không vô tánh tự tánh, cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh. Này xá lợi tử, bốn niệm trụ rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh này xá lợi tử như vậy cho đến mười lực của phật rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc làm sao có sanh này xá lợi tử, tất cả môn Tam ma địa rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Tất cả môn Đà La ni cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Này xá lợi tử, cho đến Thanh văn thừa rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? Độc giác thừa, đại thừa cũng rốt giáo vô sở hữu bất khả đắc, làm sao có sanh? này xá lợi tử do nhân duyên này tôi nói như ngã vân vân rốt giáo không xanh chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh lại nữa này xá lợi tử theo lời tôn giả hỏi do duyên nào nên nói các pháp cũng vậy rốt giáo không xanh chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh này xá lợi tử tự tánh các pháp hoàn toàn không hòa hợp vì sao vì tự tánh pháp có hòa hợp là không? Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, tự tánh pháp nào hoàn toàn không có hòa hợp? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, tự tánh của sắc hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của thọ tưởng hành thức cũng hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của nhãn xứ hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của nhi tĩ thiệt thân ý xứ cũng hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của sắc xứ hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của nhãn giới hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của nhi tĩ thiệt thân ý giới cũng hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của sắc giới hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới cũng hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của nhãn thức giới hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của nhãn xúc hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng hoàn toàn không có hòa hợp Tự tánh của bố thí ba la mật đa hoàn toàn không có hòa hợp. Tự tánh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng hoàn toàn không có hòa hợp. Tự tánh của bốn niệm trụ hoàn toàn không có hòa hợp tự tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng hoàn toàn không có hòa hợp, cho đến tự tánh mười lực của Phật hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng hoàn toàn không có hòa hợp, cho đến tự tánh của thanh văn thừa hoàn toàn không có hòa hợp, tự tánh của độc giác thừa, đại thừa cũng hoàn toàn không có hòa hợp. Này xá lợi tử, do nhân duyên này tôi nói như vậy, các pháp cũng vậy, rốt ráo không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Lại nữa, này xá lợi tử, các pháp chẳng phải thường, cũng không có chỗ đi. Bây giờ xá lợi tử hỏi thiện hiện, pháp nào chẳng phải thường, cũng không có chỗ đi. Thiện hiện đáp, này xá lợi tử, sắc chẳng phải thường, cũng không có chỗ đi. Thọ tưởng hành thức chẳng phải thường, cũng không có chỗ đi vì sao này xá lợi tử vì tự tánh pháp nào chẳng thường là cùng tận này xá lợi tử do đây nên nói pháp nào chẳng phải thường cũng không có chỗ đi này Xá Lợi Tử, pháp hữu vi chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp vô vi chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp hữu lậu chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp vô lậu chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp thiện chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp chẳng thiện chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp hữu ký chẳng phải thường cũng không có chỗ đi, pháp vô ký chẳng phải thường cũng không có chỗ đi. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh pháp nào chẳng phải thường là cùng tận này xá lợi tử do đây nên nói nếu pháp chẳng phải thường cũng không có chỗ đi lại nữa này xá lợi tử các pháp chẳng thường cũng không hoại diệt bây giờ xá lợi tử hỏi thiện hiện pháp nào chẳng thường cũng không hoại diệt thiện hiện đáp này xá lợi tử sắc chẳng thường cũng không hoại diệt thọ tưởng hành thức chẳng thường cũng không hoại diệt vì sao vì bản tánh như vậy này xá lợi tử pháp hữu vi chẳng thường cũng không hoại diệt pháp vô vi chẳng thường cũng không hoại diệt pháp hữu lậu chẳng thường cũng không hoại diệt pháp vô lậu chẳng thường cũng không hoại diệt pháp thiện chẳng thường cũng không hoại diệt pháp chẳng phải thiện chẳng thường cũng không hoại diệt pháp hữu ký chẳng thường cũng không hoại diệt pháp vô ký chẳng thường cũng không hoại diệt vì sao vì bản tánh như vậy này xá lợi tử Do nhân duyên này tôi nói, các pháp cũng vậy, rốt giáo không sanh, chỉ có giả danh hoàn toàn không có tự tánh. Lại nữa, này xá lợi tử. Theo lời Tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói những sắc nào rốt giáo không sanh, những thọ tưởng hành thức nào rốt giáo không sanh, cho đến những thanh văn thừa nào rốt giáo không sanh, những độc giác thừa đại thừa nào rốt giáo không sanh. Này xá lợi tử, Bản tánh tất cả sắc không sanh, bản tánh tất cả thọ tưởng hành thức không sanh. Vì sao? Này xá lợi tử, tất cả sắc cho đến thức, không có sự tạo tác nên không có sự phát sanh. Vì sao? Vì tất cả sắc cho đến thức, người tạo tác, người phát khỏi, bất khả đắc. Này xá lợi tử cho đến bản tánh tất cả thanh văn thừa không sanh, bản tánh tất cả độc giác thừa, đại thừa không sanh. Vì sao? này xá lợi tử vì tất cả thanh văn thừa, độc giác thừa, đại thừa không có sự tạo tác nên không có sự phát sanh, vì sao vì tất cả thanh văn thừa, độc giác thừa, đại thừa, người tạo tác, người phát khởi bất khả đắc. Này xá lợi tử, do nhân duyên này nên tôi nói, những sắc nào rốt giáo không sanh, những thọ tưởng hành thức nào rốt giáo không sanh, cho đến những thanh văn thừa nào rốt giáo không sanh, những độc giác thừa, đại thừa nào rốt giáo không sanh. Lại nữa, này xá lợi tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói, nếu rốt giáo không sanh thì không gọi là sắc, cũng không gọi là thọ tưởng hành thức, cho đến nếu rốt giáo không sanh thì không gọi là thanh văn thừa, cũng không gọi là độc giác thừa, đại thừa. Này xá lợi tử, bản tánh của sắc là không, nếu bản tánh của pháp là không, thì không thể lập hoặc sanh hoặc diệt, hoặc an trụ hoặc thay đổi, Do duyên này nên nói nếu rốt ráo không xanh thì không gọi là sắc. Vì sao? Vì không chẳng phải sắc. Này xá lợi tử, bản tánh của thọ tưởng hành thức là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì không thể lập hoặc xanh hoặc diệt hoặc an trụ hoặc thay đổi. Do duyên này nên nói nếu rốt ráo không xanh thì không gọi là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì không chẳng phải thọ tưởng hành thức. Này xá lợi tử, cho đến bản tánh của thanh văn thừa là không, nếu bản tánh của pháp là không thì không thể lập hoặc sanh hoặc diệt, hoặc an trụ, hoặc thay đổi. Do duyên này nên nói, nếu rốt giáo không sanh thì không gọi là thanh văn thừa. Vì sao? Vì không chẳng phải thanh văn thừa. Này xá lợi tử, bản tánh của độc giác thừa đại thừa là không, nếu bản tánh của pháp là không thì không thể lập hoặc sanh hoặc diệt, hoặc an trụ, hoặc thay đổi. Do duyên này nên nói, nếu rốt giáo không sanh thì không gọi là độc giác thừa đại thừa. Vì sao? Vì không chẳng phải độc giác thừa đại thừa. Này xá lợi tử, do nhân duyên này tôi nói, nếu rốt giáo không sanh thì không gọi là sắc, cũng không gọi là thọ tưởng hành thức. Cho đến nếu rốt giáo không sanh thì không gọi là thanh văn thừa, cũng không gọi là độc giác thừa đại thừa. Lại nữa, này xá lợi tử, theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói lẽ nào tôi có thể đem bát nhã ba la mật đa rốt giáo không xanh dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát rốt giáo không xanh này xá lợi tử rốt giáo không xanh tức là bát nhã ba la mật đa bát nhã ba la mật đa tức là rốt giáo không xanh vì sao vì rốt giáo không xanh và bát nhã ba la mật đa không hai không hai phần này xá lợi tử, rốt giáo không sanh tức là đại bồ tát, đại bồ tát tức là rốt giáo không sanh. Vì sao? Vì rốt giáo không sanh và đại bồ tát cũng không hai, không hai phần. Này xá lợi tử, do nhân duyên này tôi nói như vậy, lẽ nào tôi có thể đem bát nhã ba la mật đa rốt giáo không sanh dạy bảo truyền trao cho các đại bồ tát rốt giáo không sanh? lại nữa này Xá Lợi Tử theo lời tôn giả hỏi do duyên nào nên nói lìa rốt giáo không xanh cũng không có đại Bồ Tát có thể hành vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác này Xá Lợi Tử các đại Bồ Tát khi tu hành bát Nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh mà có bát nhã ba la mật đa cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh mà có đại Bồ Tát vì sao? Vì hoặc bát nhã ba la mật đa hoặc đại bồ tát cùng với rốt giáo không xanh, không hai, không hai chỗ. Này xá lợi tử, các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không thấy lìa rốt giáo không xanh có sắc, cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì hoặc sắc hoặc thọ tưởng hành thức cùng với rốt giáo không xanh, không hai, không hai chỗ. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không thấy lìa rốt giáo không xanh có nhãn xứ, cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, cùng với rốt giáo không xanh, không hai, không hai chỗ. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh có sắc xứ, cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, cùng với rốt giáo không xanh, không hai, không hai chỗ này xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh có nhãn giới cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vì sao vì hoặc nhãn giới hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cùng với rốt giáo không xanh không hai không hai chỗ này xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh có sắc giới cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì hoặc xác giới hoặc thanh hương vị xúc pháp giới cùng với rốt giáo không xanh không hai không hai chỗ. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không thấy lìa rốt giáo không xanh có nhãn thức giới, cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cùng với rốt giáo không xanh không hai không hai chỗ này xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh có nhãn xúc cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc vì sao vì hoặc nhãn xúc hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cùng với rốt giáo không xanh không hai không hai chỗ này xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh có các thọ do nhãn xúc làm duyên xanh ra cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên xanh ra vì sao vì hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên xanh ra hoặc các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên xanh ra cùng với rốt giáo không xanh không hai không hai chỗ này Xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh có bố thí ba la mật đa cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì sao vì hoặc bố thí ba la mật đa hoặc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cùng với rốt giáo không xanh không hai không hai chỗ này xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh có bốn niệm trụ cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có bốn tránh đoạn, bốn thần túc năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo vì sao? vì hoặc bốn niệm trụ hoặc bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cùng với rốt giáo không xanh không hai, không hai chỗ này xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh nói rộng cho đến có mười lực của phật cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại đi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng vì sao vì hoặc mười lực của phật hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng cùng với rốt giáo không xanh không hai không hai chỗ này xá lợi tử các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không thấy lìa rốt giáo không xanh, có tất cả môn ta ma địa. Cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh, có tất cả môn đà la ni. Vì sao? Vì bằng tất cả môn ta ma địa hoặc tất cả môn đà la ni, cùng với rốt giáo không xanh, không hai, không hai chỗ. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không thấy lìa rốt giáo không xanh, có trí nhất thiết cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì sao vì hoặc trí nhất thiết hoặc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cùng với rốt giáo không xanh không hai không hai chỗ này xá lợi tử các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy lìa rốt giáo không xanh có thanh văn thừa cũng không thấy lìa rốt giáo không xanh có độc giác thừa đại thừa vì sao vì hoặc thanh văn thừa hoặc độc giác thừa đại thừa cùng với rốt giáo không xanh, không hai, không hai chỗ. Này xá lợi tử, do nhân duyên này tôi nói, địa rốt giáo không xanh cũng không có đại bồ tát có thể hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, này xá lợi tử theo lời tôn giả hỏi, do duyên nào nên nói đại bồ tát nào nghe nói như vậy, tâm không hoang mang, cũng chẳng lo lắng hối hận, không kinh hãi sợ sệt nên biết đại bồ tát này có thể hành bát nhã ba la mật đa. Này xá lợi tử, các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, không thấy các pháp có thật có tác dụng, chỉ thấy các pháp như mộng, như huyễn, như tiếng vang, như bóng sáng, như sóng nắng, như ảnh ảo, như thành càn thát bà, như việc biến hóa, tùy hiện ra giống như là có mà thật không có. Nghe nói bản tánh các pháp đều không, sanh tâm rất hoan hỷ, xa lìa hoang mang này xá lợi tử, do nhân duyên này tôi nói, Đại Bồ Tát nào nghe nói như vậy, tâm không hoang mang, cũng không lo lắng, hối hận, không kinh hãi, không sợ sệt, nên biết Đại Bồ Tát này có thể hành bát nhã ba la mật đa. Hết quyển thứ 422.